Đó, những cây đàn ngoại chính hãng các bạn thấy không? Nước sơn rất là nuột. Và các bạn đang được xem bằng điện thoại thôi. Nếu các bạn nhìn ở ngoài như mình đã nói, nhạc cụ nhìn ở ngoài các bạn mới thấy hết cái hồn của nó. Wow, trời, đẹp, bóng loáng các bạn ạ. Xịn sò luôn. Hi, chào các bạn. Mình nghĩ đây sẽ là một clip thú vị. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, mình sẽ chia sẻ ngay cho các bạn hai điều. Thứ nhất, Epiphone DM100 chính hãng, kể từ khi mà mình giới thiệu ra mắt đến giờ, nó luôn là một trong một vài cây đàn bán rất chạy trong phân khúc và luôn trong tình trạng cháy hàng. Điều đó rất dễ hiểu để trả lời câu hỏi rằng tại sao sau rất nhiều lần hãng Epiphone tăng giá mà vẫn luôn đắt hàng, vẫn luôn cháy hàng, y như Taylor vậy. Chính vì thế mà Epiphone DM100 cũng là một trong những cây đàn nhiều hàng fake nhất tại Việt Nam từ xưa đến nay. Điều thứ hai, nếu ai đang quan tâm hoặc yêu thích Epiphone DM100 chính hãng hoặc đang tìm một cây đàn ngoại tốt trong phân khúc loanh quanh 3 triệu thì đây chính là clip dành cho bạn. Đây chính là món hời của bạn. Tại sao là như vậy? Tại vì hôm nay trong clip này mình xin chia sẻ cho các bạn là shop mình quyết định sẽ để một mức giá siêu ưu đãi cho Epiphone DM100 chính hãng lô hàng lần này để tri ân cho khách hàng thân yêu. Và nếu ai đang yêu thích hay tìm hiểu một cây đàn ngoại tuyệt vời trong phân khúc loanh quanh 3 triệu thì đây các bạn đừng bỏ lỡ nhá. Rồi các bạn cùng nhìn xung quanh mình. Đó, đây chỉ là một phần của lô hàng thôi nhá. Rất nhiều Epiphone DM100. Đó. Và cây đàn này thì có nhiều điều để nói lắm. Kể về những cái hay của nó, những cái đẹp của nó, vân 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 vân. Và kể về cái sự so sánh giữa hàng chính hãng và hàng fake, nó cũng là một cái chương rất là dài. Mình có thể tóm tắt là đầu tiên thì cái hàng chính hãng nó có tem QR, sau này hàng fake lại bắt chiếc có tem QR, sau này hàng chính hãng lại bỏ tem QR, rồi bla bla, nó cứ vậy, nó cứ theo đuổi nhau. Và bây giờ thôi, chúng ta đang sống ở năm 2022 và chúng ta xem là hiện tại Epiphone DM100 nó có gì khác biệt nhá. Đầu tiên, tại sao các bạn lại dễ dàng để mình mua hàng fake vậy trong khi Epiphone chính hãng nó có một trang web toàn cầu? Các bạn chỉ cần vào epiphone.com. Đây là các bạn đã thấy. Các bạn thấy gì không? DM100 bây giờ không còn đứng một mình nữa. Nó đã có một cái tên mới, Songmaker DM100. Đó là dấu hiệu nhận biết đầu tiên. Rồi các bạn xem mức giá hết hồn chưa? Mức giá đã được update lên là 169 đô với 3 bản màu là màu đen. Đó, màu đen này, màu Vintage Sunburst và màu gỗ tự nhiên Nature. 169 đô. Nếu mà nhân ra thì nó cỡ 3,9 triệu chưa tính ship về Việt Nam. Để các bạn biết được rằng cứ tăng giá vèo vèo mà bán rất chạy. Đó, trước nay thì mình thấy điều đấy xảy ra thường xuyên với hãng Taylor. Nhưng bây giờ hãng Epiphone cũng vậy các bạn. Không chỉ DM100 mà các cái AZ220S đấy, sau vài lần hãng tăng giá rất mạnh mà các bạn vẫn mua nhiều và tin yêu. Các bạn biết rồi. Và đó, mình đã nói đây là trang web của hãng, các bạn cứ vào xem. Cái tên khác là khả năng cao là fake rồi đúng không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là giá bây giờ cũng đã loanh quanh 4 triệu chứ không phải 3 triệu nữa. Nhưng mình quyết định để mức giá sale siêu ưu đãi là 3.250.000 kèm với quà tặng phụ kiện. Đó, siêu siêu ưu đãi trong cây đàn này. Một thương hiệu nổi tiếng đến từ nước Mỹ. Cùng phân khúc với Epiphone DM100 hàng ngoại chính hãng thì chúng ta có một vài cái tên quen thuộc như Yamaha F310, FS100C hay Fender FA115. Hay ngày xưa thì có Takamine D1D, D2D, bây giờ cũng đổi thành Takamine GD10NS hoặc GD20NS. Thì hiện tại với mức giá ưu đãi này, đây là sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Ngày xưa những lúc mà không có chính sách ưu đãi, cạnh tranh rất là sòng phẳng, Epiphone cũng là một cái tên rất nổi bật. Thì bây giờ với chính sách ưu đãi này thì các bạn đủ hiểu độ hot của nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Rồi chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng Epiphone ở thời điểm hiện tại. Các bạn thấy không? Từ bên ngoài vào trong chúng ta sẽ thấy một cái diện mạo đã thay đổi. Ví dụ như cái hộp cắt tông bên ngoài, các bạn thấy thiết kế đã khác so với những năm 2016 mà mình review. Bây giờ là 2022 rồi, vỏ hộp đã khác, các bạn thấy không? Đó. Bây giờ mà vỏ hộp mà thiết kế không giống như này thì các bạn tự hiểu nhé. Và tất nhiên rồi, cái tên cũng vậy. Đây, chúng ta sẽ thấy cái tên của nó sẽ là Songmaker DM100 chứ không còn là DM100 nữa nhé. Đó. Rồi, còn ở mặt này cũng vậy. Chúng ta cũng có sẽ có tên cũng như là số seri các thứ. Đó. Đấy, ví dụ đây có số seri này, số seri này. Rồi tên Songmaker này. Rồi là NA là viết tắt của Nature. Đây là màu tự nhiên. À, tương tự ở đây chúng ta sẽ thấy cái chữ VS. Đây các bạn thấy chữ VS đây không? VS là viết tắt của Vintage Sunburst, tức là màu ánh nắng mặt trời. Và ở đây chúng ta có thấy một cái chữ nữa là EB.
các bạn thấy không, viết tắt của cái tên model EB có nghĩa là viết tắt của Ebony, tức là màu đen. Như vậy ở đây mình đang có 3 phiên bản màu. Rồi, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ, và tí các bạn sẽ xem thiết kế đẹp khác biệt, âm thanh cũng rất là chất trong tầm giá, để hiểu tại sao em này lại hot như vậy. Và ban đầu thú thật với các bạn là mình chỉ định sell cho những khách hàng yêu thích thương hiệu này, đặt cọc và sẵn sàng chờ rất lâu. Đó, họ thích đến độ vậy. Nhưng về sau mình nghĩ là thôi, sẵn tiện đây mình tri ân luôn tất cả các bạn. Tại vì hàng fake bây giờ thị trường Việt Nam vẫn đang còn, để cho các bạn nếu mà đang yêu thích thương hiệu này, cố thêm một xíu thôi, làm một cái đặt chính hãng cho nó sướng. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đập hộp để chiêm ngưỡng từng em nó, từng phiên bản. Và đứng cạnh mình, gần nhất bên mình đang là Epiphone màu vintage Sunburst. Mình xin phép được unboxing em nó trước nhá. Rồi. Và cái hộp, chúng ta nhìn này, cái hộp rất là dày nhá. Ở đây có hai lớp lận nhá, các bạn nhìn không, dày lắm. Và lúc mà mình bê ấy, nhỡ may đập vào chân khá là đau đó. Rồi, cái hộp không những khác biệt mà vẫn chắc chắn như ngày xưa, dày. Khi chúng ta mở ra, trong những clip năm 2016 mình chia sẻ đấy, thì đầu tiên là những phiên bản fake ấy, nó không dùng cái gối đầu đàn bằng cái vật liệu cát tông như là những cái dòng chính hãng, mà nó dùng bằng cái chất liệu đó là những cái tấm xốp ấy, những xốp màu trắng đấy ngày xưa đấy. Thì bây giờ Epiphone chính hãng vẫn dùng cái gối đầu đàn là dạng cát tông như này nhá. Chúng ta sẽ có một cái tem treo vào đầu đàn rất đẹp ở đây. Đó. Rồi, trong hộp còn có cả một cái đề can dành cho những bạn nào yêu thích thương hiệu Epiphone có thể treo trang trí. Rồi, mình nhìn thấy có một cái sự thay đổi so với những cái phiên bản đầu tiên là bây giờ chúng ta đã có hai lớp bảo vệ cây đàn. Lớp đầu tiên là một lớp ni lông, chắc là để chống nước, chống ẩm, và lớp thứ hai cũng là một cái lớp rất là êm cạnh cây đàn. Chúng ta có hai lớp nhé. Rồi, bóc từng lớp một cho nó đã nào. Rồi, tức là bây giờ mà Epiphone nào mà không hai lớp là các bạn tự hiểu nhé. Rồi, mặt lưng trước này. Bây giờ thì mình sẽ gỡ tấm giấy bảo vệ những cái dây này ra. Đó, cho các bạn xem nhé. Wow. Đó, những cây đàn ngoại chính hãng các bạn thấy không? Nước sơn rất là nuột. À, và các bạn đang được xem bằng điện thoại thôi. Nếu các bạn nhìn ở ngoài như mình đã nói, nhạc cụ nhìn ở ngoài các bạn mới thấy hết cái hồn của nó. Còn nếu các bạn nhìn qua điện thoại, kể cả máy cơ hay là chụp ảnh lên thì nó vẫn thô cứng lắm. Cho nên là những cái cây hàng fake ấy, chụp ảnh với cả những cây hàng chính hãng chụp ảnh lên xong mà Photoshop lên nhìn nó cũng không khác nhau nhiều. Các bạn hay bị lừa mua về hàng fake đó. Đó, còn mình ngày xưa ấy, khi dùng Epiphone các bạn soi gương thoải mái luôn. Độ nét chân thực, độ bóng rất là cao. Ok. Nhìn như này bảo đàn Mỹ là tin liền nha các bạn nhé. Đó. Và so với những phiên bản đầu tiên thì mình thấy có sự khác biệt là mặt cần đàn và cái phần ngựa đàn này đã được thay đổi chất liệu sang mahogany. Thường thường thì những cái vật liệu làm hai vị trí này thường là gỗ cẩm ấn hoặc là gỗ ebony, nhưng mà hãng đã thay đổi sang mahogany, và cá nhân mình thấy nhìn về mặt thị giác trông cũng khá là đẹp và lạ. Màu nó hơi ánh đỏ của gỗ tự nhiên, các bạn thấy không? Đó. Và mahogany cũng là một loại gỗ mà rất là chắc, cho nên là làm ở vị trí này các bạn cũng hoàn toàn yên tâm. Rồi. Về thông số thì mình sẽ lấy từ trang web chính hãng của Epiphone để show lên cho các bạn xem nhé, vì nó quá quen thuộc rồi. Đó, nhưng mà không chỉ đẹp đâu. Nếu chỉ đẹp không, nó không hot đến mức vậy đâu. Tí nữa các bạn sẽ được nghe âm thanh. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo đến cái phiên bản tiếp theo, màu đen đi. Đây, chúng ta sẽ hộp màu đen. Bây giờ mình sẽ bóc em này nhanh hơn, tại vì mình quen rồi. Rồi, chúng ta sẽ thật nhanh để tránh mất thời gian của các bạn nhé. Ai thích màu đen giơ tay nào. Các bạn thích màu gì comment cho mình biết nhé. Đó, loanh quanh 3 triệu, thương hiệu Mỹ nổi tiếng. Đó, màu đen rất là ngọt. Wow, trời, đẹp, bóng loáng các bạn ạ. Đó, xịn sò luôn. Rồi, để em nó ở đây. Và một màu cuối cùng là màu nature, tức là màu gỗ tự nhiên. Mình sẽ để ở đây. Màu gỗ tự nhiên. Màu gỗ tự nhiên. Rồi. Mỗi màu đều có cái đẹp riêng các bạn nhé. Đó, đây chúng ta đến với màu gỗ tự nhiên. Bóc siêu. Đó. Rồi, và ở phiên bản năm 2022 này thì chúng ta thấy rằng là hãng đã bỏ cái tem QR đi, cũng giống như những phiên bản 2021 trở lại. Đó, ngày xưa thì có tem QR, hàng fake chưa có, sau này hàng fake có thì hãng bỏ luôn. Ngoài ra các bạn nhìn vào thùng đàn thì tem đã được thay đổi từ hình dạng oval sang hình dạng hình chữ nhật rồi nhé các bạn nhé. Đó, và số seri ở trong thùng đàn sẽ trùng với số seri ở trong hộp cát tông. Chà, màu nào đây ta?
Wow, màu đen rất là ngầu. Hay là màu tự nhiên nhìn rất quen thuộc, mộc mạc từ xưa đến giờ đối với guitar. Hay là màu ánh nắng mặt trời, ánh nắng của anh. Với một thiết kế các bạn thấy không? Đầu đàn bộ đôi như các anh đàn trường ngày xưa ấy. Được chưa nhỉ? Đó. Màu gỗ tự nhiên là một cái màu mà chúng ta nhìn quen mắt nhất từ xưa nay. Nhưng khi đến với các thương hiệu ngoại thì các bạn sẽ thấy là thương hiệu ngoại thì họ sơn không chỉ màu gỗ tự nhiên đẹp và các cái màu họ lên cũng rất đẹp, thì chúng ta sẽ có thêm màu đen, đen bóng luôn. Đó. Và màu ánh nắng mặt trời cũng rất là đẹp. Rồi. Bây giờ thì mình đã công bố cho các bạn món hời về giá rồi. Một vài phút cuối cùng thì xin mời các bạn cùng nghe âm thanh thực tế của một cây đàn vừa bóc ra. Và chúng ta sẽ xem một vài hình ảnh mà shop mình chụp thực tế nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.